tét mà còn ở dưới. Thì đó, cái gì sữa đậu nành cái gì á. Đúng rồi. Hay quá, em trả lời trước rồi đại ca. Trời ơi, ai quen quá nè. Thiệt. Đúng rồi nè, ai nè, ai quen quá. Nè. Không. Ơi ơi, nói gì? Tôi nói nghe nè. Hả? Đã Hân có bầu rồi. Ở lắm luôn trời. Trời ơi, em không giỏi hơn anh đâu, yên tâm. Anh đầu tiên. Ủa cái này. Bố già, bố già. Bố già. Gì vậy? Bố già làm gì? Chân thật. Thấy rồi, thấy rồi. Anh thấy chưa? À, anh thấy hình rồi đó. Rồi, bố già Trấn Thành. Quan trọng bây giờ hỏi gì nè. Trời ơi trời. Trời ơi sao kịp nhìn. Tôi coi nhìn Trấn Thành không mà. Tôi nhìn ông rồi. Hấp dẫn hơn. Ba người. Phía sau bên phải một. Năm người. Đáp án chính xác là bảy người rồi, hai anh em sai luôn. Người. Trời ơi. Đâu coi lại thôi, cho coi lại hình đi. Bảy đó mà bảy. Có ba người kìa. Tôi đếm ba rõ ràng. Đâu dưới sau vai có cái nón lá nữa kìa. Cái nón lá đâu phải người. Cái nón là ba treo lên cái xe thì sao? Mà xa quá thấy không rõ luôn á. Không thấy được. 1 nè, 2 3 4. Thua. Chấp nhận thua. Ờ cái background ba người mà đếm 7 người thiệt mấy người này. Gian quá. Coi lại tiếp nè. Nãy định nói 7 người rồi đó. Cái này mới 7 người nè. Anh thấy rồi, nhìn kỹ anh Tiên. Nhìn kỹ nha. Anh không biết hỏi gì giờ luôn á. Trời đất ơi trời, bao nhiêu cái chén không ơi. Trời tôi đếm ly mới đau chứ, tôi đếm 5 cái ly mới đau chứ. Vậy 5 anh cái là chén đếm đi. Ghế. Anh đếm 5 cái ghế. 5 cái chén. 5 cái chén luôn. 5 cái ghế, 5 cái chén. Cái gì? Cộng 2 anh em mình lại bằng luôn á. Đâu? Chứ tôi phải lại đâu. 10, ông 10. Đâu ra 10? 10 đâu? 10 đâu? 10. 10. Sao mà đếm kịp? Trời ơi. Bây giờ tôi mọc thêm 3 con mắt nữa, tôi đếm không kịp. Đúng rồi, anh cũng không đếm kịp. Ủa, em đếm được ly luôn hả? Thì 5 cái ly thì trong trung suốt thì dễ, nó 5 cái ly đó, mà sao 10 cái chén? Ủa cái gia đình gì ngộ vậy? Cây táo nở hoa chứ phải nở chén đâu mà đâu ra 10 cái chén vậy? Chắc dòng này anh em mình quề nhau quá. Ồ, em nghi vậy quá, thôi anh em mình cùng sai đi anh. Đoàn kết, ừ. Mãi là anh em. Thì đó, chương trình đưa ra quề nhau là khỏi bị phạt. Rồi, chơi tiếp. Anh chơi tập trung quá vậy anh Tiên, anh nói chuyện cho vui vẻ anh Tiên. Chơi hơn thua vậy, im ru vậy. Bây giờ không biết đếm cái gì đấy nè. Vậy tôi đếm cái gì để chơi. Dòng chữ. Em xin lỗi khán giả là tại vì cái màn hình em bị mờ quá thiệt, em nhìn em không thấy được. Em anh thấy không dòng thấy chữ được luôn á. Thôi bây giờ em trả lời là không có dòng chữ nào hết. Hết xong. Quê. Dòng chữ trên đó hả? Ừ. Family. Family. Rồi là gia đình ha. Rồi đáp án là em thề luôn là em không thấy được cái chữ. Rồi truyền qua đường truyền đó mọi người ơi. Đường truyền này đâu phải là full HD chiếu rạp đâu mà 5K, 4K gì. Hai ông cũng già cả rồi. Mắt cận lòi ra sao mà thấy. Đó, nó bung bung ra còn thấy được nè. Bung bung gần gần vô còn thấy. Thiệt. Tỷ số bây giờ là 0-0. Nhận giùm anh hả? Thì chắc chắn ông là ông Cao Minh Đạt rồi. Cao Minh Đạt. Bây giờ chương trình hỏi cái gì đây nè. Hình này là rõ nè, đáng nhìn nè. Bao nhiêu chiếc lá thì thôi nghỉ luôn nha. Là hỏi bao nhiêu cái cây cỏ là xỉu luôn á. Màu đen. Ôi, hay vậy. Yeah. High five, high five. Hay quá nè. Yeah. Tập trung, tập trung, tập trung. Bánh tét cái gì, sữa gì vậy? Mọi người chơi vui không chứ em giờ em thấy em căng thẳng quá mọi người ơi. Chuyện này chưa qua nè. Chưa. Con mèo không có trên hình. Không có con mèo nào hết. Yeah. Hay quá. Theo thuyết âm mưu thì chắc chắn sẽ phải có một câu như vậy đó quý vị. Là nó đánh lừa thị giác của mình đó. Con mèo góc bên phải anh để ý là nguyên cái dòng chữ cái gì tét tét mà còn ở dưới. Thì đó, cái gì sữa đậu nành cái gì á. Đúng rồi. Hay quá, em trả lời trước rồi đại ca. Trời ơi, ai quen quá nè. Thiệt. Đúng rồi nè, ai nè, ai quen quá. Bây giờ hỏi cái gì đây nè. Người trong cuộc mà trả lời sai tấm hình này là mới là có lỗi với anh em nè. Đó, anh nhớ coi. Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Yeah. Hay quá, hai anh em mình bằng nhau rồi đó. Anh này đương nhiên bằng là anh nhớ cái phân đoạn đó là anh quay màu vàng đúng không? Là anh đeo đúng rồi. Màu vàng đúng không? Anh đeo màu vàng. Câu này anh thua nè. Đó, anh phải đắt co chứ.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bao nhiêu cái bong bóng là có bao... Trời ơi, chân khuất luôn, tôi hỏi tôi đếm bong bóng muốn xỉu. Ờ, tôi nhìn người không đó mọi người, em nhìn quần, em nhìn áo, em nhìn 1, giày 1, 2, 3, 4, 8 4. Đáp án là có 2 à ông ơi. Thì có, đây là em nói 2 rồi, mà em không có nghĩ thôi, chầm mình bằng nửa ông tiên thôi. Trời ơi, 2, trời ơi. Trời ơi, 2 rồi. Cái này phải gia đình là số 1 không? Đúng rồi. Ghê vậy. Tiếp nè. Là thấy vui rồi đó. Anh em tạm về nhau rồi đó. Đó đó, tiệc trăng máu nè anh. Tiệc trăng máu nè. Tôi không biết nhìn cái gì luôn đây nè. Hỏi Katy mặc cái đầm bao nhiêu bi á. Hỏi Katy mặc cái đầm bao nhiêu bi á. Xíu luôn nè. Cặp giò. Có 2 cặp giò heo trong cảnh phim, đúng hay sai? Cặp giò heo hả? Cặp giò heo trong phim cảnh này. Sai. Sai. Có 1 à. Em mình cũng đúng á. Phim này tôi có coi nè. Nhưng mà em không để ý tới cái giò heo. Cứ nói sai đại cho rồi. Hên quá trúng. Hên mình trúng hả? Ờ, lật mặt hả? Nhà lật có khách mặt. Nè. Lật mặt. Này hoàng mèo chơi là thắng chắc rồi. Trời, mặc đồ giống nhau quá nè. Nhân vật Phương diễn viên hoàng mèo có đeo hoa tai hay không? Có ổng hoàng có đúng không khán giả, lại không đeo. Có có trời ơi, hên quá anh có chơi với anh mèo. Tiếp nè. Trời ơi, đố câu nào khó hơn xíu được không? Phim này đĩa có bao nhiêu trái chuối hả? Có bao nhiêu loại hoa quả? 1 2 3 4 5 6 7. Thôi không nhớ, không thấy được luôn á. Trời, nhiều chi tiết quá, nhìn rối hết con mắt nè. Màu nuy. Màu da người á, màu nuy á. Măng dài màu gì, em có đế hả? Ai biết, nó đại. Thôi vậy anh đu theo em luôn đi, màu nuy. Ờ. Chết quá Hoàng ơi. Sai luôn. Đâu màu trắng đâu, coi lại màu trắng hay màu nuy. Cái này thật sự không có đế. Màu nuy, thấy chưa? Màu nuy mà, cái này màu da người. Màu trắng là màu trắng thiệt á. Cái màu trắng mới là cái đầm của Katy đang mặc. Cái trắng là cái hình tượng. Trắng là cái hình tượng bên tay phải của cô Hồng Vân đó, mới là màu trắng đó. Không có tin được, biên tập không biết phân biệt màu. Biên tập không biết phân biệt màu. Màu da người. Đó, màu da người, màu nuy. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được vòng 1. Đó chính là trò chơi nhìn hình ảnh và đáp rất là nhanh. Lợi thế tạm thời nghiêng về hoàng rapper. Nhưng mà không thể chủ quan được với đối thủ rất mạnh ngày hôm nay. Đó chính là đại ca Bi Cá. Bởi vì sao? Lát nữa vòng 2 có thể đúng sở trường của ảnh làm sao. Nào, bây giờ sẽ là đề bài. Đề bài là gì ta? Rồi, bây giờ mọi người ơi, em chuẩn bị sẵn 4 lá thăm. Và một trong 4 lá thăm này sẽ là phần thử thách dành cho cả hai anh em chúng tôi luôn. Hai anh em phải thực hiện cùng một nội dung thử thách. Bây giờ thì em xin phép thay mặt anh Tuyên nha, em bóc nha. Rồi, bóc đi em. 4 nội dung thử thách nha. Rồi, để cho hình phòng máy nè. Hình xui nè. Số 3 nè. Số 3 là cái gì nè? Đề số 3 là gì đây? Thử thách nội dung số 3, cả hai anh em chúng tôi sẽ phải thực hiện. Xin mời số 3, hãy gọi điện thoại cho ba hoặc mẹ thông báo rằng vợ của mình đã mang thai thêm một bé nữa. Bạn hãy đoán xem phản ứng và câu nói đầu tiên của ba hoặc mẹ là gì. Người nào đoán trúng thì sẽ được cộng thêm 10 điểm. Người nào đoán sai là bị trừ điểm. Căng à. Mấy cái chuyện kế hoạch quá gia đình á, mà lấy ra đùa với phụ huynh là căng à. Cái này vậy bây giờ anh sẽ đoán phản ứng của ba hoặc mẹ của Hoàng hả? Của anh hay của em, anh muốn làm sao? Đúng rồi, mình phải đoán của đối phương mới hay. Bởi vì ba mẹ mình hiểu tính thì mình dễ đoán rồi. Mình phải đoán đúng của đối phương. Đúng rồi, vậy mình đoán của đối phương đi. Bây giờ Hoàng gọi cho ba hay cho mẹ nè, để anh biết. Em gọi cho mẹ đi, mẹ dễ hơn chứ ba biết giận dở không chào đầu em luôn á. Nếu vậy em gọi cho mẹ luôn. Rồi hai đứa mình gọi cho mẹ hết. Thì em đoán á, phản ứng của mẹ anh là vừa vui mà vừa lo. Vui là tại vì sắp có cháu bồng, thêm đứa nữa vui dữ vô nhà, nhưng mà lo là cũng đang giai đoạn khó khăn á, tình hình kinh tế tài chính nó cũng eo hẹp. Rồi câu nói đầu tiên của mẹ anh là thiệt hả con? Đó, hay là câu nói đầu tiên là cái gì? Thiệt hả con? Vậy đi, cái gì thì hả con? Rồi, anh sẽ đón phản ứng của mẹ Hoàng là mẹ em sẽ bất ngờ hơn nữa. Và mẹ bắt đầu lo hơn. Tại vì bây giờ em đã là ba bé rồi, mà bây giờ thêm một bé nữa là mẹ em càng lo nữa, đúng không? Phản ứng là lo đúng không?
Mày giỡn hả Hoàng? Rồi câu nói đầu tiên đó đúng không? Rồi. Rồi con giỡn hả Hoàng? Vậy nha, em chốt đáp án rồi đó. Giờ em gọi trước ha. Rồi em gọi trước đi. Mở loa lớn hả? Đây đây mở loa nè. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mami nha. Người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội. Đâu rồi? Ok thấy rồi thấy rồi. Mẹ ngủ hả hay là đang thức? Mẹ mới dậy vậy. Ai giờ mày đọc tin xong rồi mày làm tiếp. Dạ. Rồi mẹ ăn uống gì chưa? Ăn trưa rồi con. Chưa tới giờ ăn. Chiều 5 giờ mẹ mới ăn. Con dạ. Đang ở nhà. Con đang ở nhà nè. Làm gì ở nhà đâu đi đâu được. Dạ. Ở nhà khỏe hết hả? Dạ khỏe mà giờ có vụ này. Để nè có bầu rồi. Mẹ em sẽ bất ngờ hơn nữa. Và mẹ bắt đầu lo hơn. Mày giỡn hả Hoàng? Mẹ nói sao con nghe không rõ. Sao vậy? Sao con? Thì ai biết. Trời ơi, sao không nghe? Không có phương pháp hả? Mẹ nói gì con nghe không rõ? Không có phương pháp hả? À phương pháp hả? À, à gì đó à, anh có đầu tiên anh nghe thính ghê nghe. Chào chào mẹ em cái anh tiên. Ai tiên nè? Dạ con chào cô. Con khỏe không? Dạ con khỏe cô với gia đình mạnh khỏe trong những ngày này nha. Rồi cảm ơn con. Dạ. Dạ. Mẹ quan trọng nhất con nha. Dạ, con cảm ơn cô. Tính ra là cái câu đầu tiên của mẹ là trời ơi. Trời. Tại tụi con đang quay hình, đang chơi game online. Đó, giờ thách nhau nè, giờ gọi cho phụ huynh nói giờ vợ có bầu rồi đó, rồi coi phản ứng rồi câu nói đầu tiên là gì. Nãy anh Tuyên đoán sao? Con giỡn hả Hoàng? Đúng không? Anh Tuyên đoán mà. Trời ơi, con giỡn hả Hoàng? Có không? Không có chuyện giỡn nào luôn á. Không, bây giờ để chương trình tự tính đi. Chứ thật ra là cái phản ứng của mẹ em quảng hơn nữa là đúng rồi, hết hồn rồi, đúng rồi đó. Đúng. Nói chung là anh Tuyên đoán đúng cái phản ứng của mẹ em là tự nhiên thấy lo, không? Lo, hết hồn. Nhưng mà vậy cái câu thì lại bị chật. Cảm ơn mẹ nha, giỡn mẹ. Nghe không thiệt nha, trời mùa này có bầu mệt lắm. Mẹ nghe cái hồn biết sao? Lọt là kinh tế hay là sức khỏe. Dạ. Thôi anh Tuyên chào mẹ nha. Dạ con chào mẹ cô. Thăm Tiên như là tất cả ekip nha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn mẹ. Dạ. Rồi, nói chung là anh Tuyên cũng đã hoàn thành được khoảng chừng 50% đi là đoán được cái phản ứng. Còn về câu nói thì chính xác cũng khó. Rồi sẵn sàng nè. Trời ơi điện thoại nhìn nam tính hết sức. Đây. Mẹ mập. Mẹ mập là mẹ của ai? Là mẹ của anh với bé Hân mẹ chồng. Tại vì anh đang cầm điện thoại với Hân anh gọi. Mẹ đợi 5 phút mẹ bắt máy rồi lúc đó đủ thời lượng luôn. Đâu mẹ được gọi ba. Ủa? Cái nào mẹ đang ngủ không? Mẹ đang nghỉ quá, nghỉ ngơi quá. Mẹ, con nè mẹ. Con làm gì mẹ? Dạ. Mẹ đang làm gì vậy? Ở nhà. Ăn uống gì chưa? Trời ơi, mới làm cúng rồi, ăn rồi. Cúng đám giỗ hả mẹ? Ừ, đang giỡn hậu quá hả? Dạ con nhớ, mà tình hình này đâu có về được đâu. Mẹ thắp nhang bà nội giùm con nha. Rồi. Mẹ. Không. Ơi, nói gì? Con nói nghe nè. Hả? Để Hân có bầu rồi. Cô có nói gì không? À gọi cho bác sĩ hả? À, con chưa gọi bác sĩ, con chỉ gọi cho mẹ trước à. Mẹ người gọi đầu tiên á. Rồi mẹ nghe tin này mẹ thấy làm sao? Dạ. Hả? Thì vui sao? Vui hả buồn? Vui chứ buồn vậy? Có lo âu gì không? Thì lo phải lo rồi. Lo sức khỏe, lo kinh tế. Vừa vui mà vừa lo. Hay là câu nói đầu tiên là cái gì? Thiệt hả con? Tâm lý dễ sợ quá. Bình thường. Mấy này bình thường mà. Mới tháng này hả?
Mới con tháng này hả? Rồi, mới mốt cái thân xanh sao? Mẹ lên trên này với con. Mới 5 phút mà, mới có bầu 5 phút mà. Ủa, mới có bầu 5 phút mà. Anh luôn ra tính sao hả? Nói mới có bầu 5 phút mà. Còn cả năm nữa. Còn cả năm nữa mà còn lâu đó. Ừ, từ từ tính. Ê chứ bé Hân mới có bầu có 5 phút à. Gì đâu hết rồi. Rồi cho chữ thề. Có không? Hả? Có không? Chứ không có, tụi con đang quay game show. Trời ơi. Chữ thề nữa con cứ... Con cửa miệng của mẹ. Mẹ là con cửa miệng của mẹ là... Mẹ nói gì? Chứ cái này tụi con đang quay game show là quay thử thách là sẽ gọi điện thoại cho mẹ là báo tin là con có bầu, cô phản ứng của mẹ làm sao? Con có bầu, cô phản ứng của mẹ làm sao? Con có bầu, cô phản ứng của mẹ làm sao? Mẹ vẫn vui vẻ là được rồi. Có con là mừng đúng không? Có ở đâu, có ở đâu sợ. Quên tin đây tao nghe vậy em đâu có nói chuyện với bác gái được hả? Bọn nhà áo trên trường hả? À, Hoàng rapper MC đang nói chuyện với mẹ. Hoàng nói đi, Hoàng. À dạ con chào bác. Dạ con cảm ơn bác rất là nhiều. Nhờ bác mà con cũng đáng trúng được xương xương 50% rồi đó. Hoàng gửi lời hỏi thăm sức khỏe á mẹ là cảm ơn mẹ. Dạ. Nguyên anh em ekip của chương trình. Thôi bác gái nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Em cảm ơn Hoàng. Hoàng nói mẹ với giữ gìn sức khỏe, mạnh khỏe. Mẹ ở dưới làm gì cũng cẩn thận đó nha. Hạn chế ra ngoài. Dạ. Dạ dạ. Bye bye con. Bye bye mẹ. Bye bye mẹ. Trời ơi cưng quá trời rồi. Trời dạ. Ơi. Quý vị ơi. Nếu lỡ như có những cụm từ nào 18 cộng quá đó thì nó cũng mang âm hưởng của dân gian thôi mọi người à. Mong là quý vị khán giả cũng thông cảm với chúng em cũng đã bíp bíp lại những cái từ nó nó hơi nhạy bén nhạy cảm vậy rồi, nhưng mà đó là cái cách thể hiện cái này không phải cái này là do cái cách thể hiện của tình thương của cái tình cảm của mẹ dành cho Tuyên là như vậy. Đó ba mấy 40 năm rồi là vậy hoài đó, từ trước cứ vậy hoài. Cưng sợ nghe không có hờn không giận được luôn, trời ơi. Nhưng mà mẹ tâm lý lắm nha, mẹ kêu gọi điện thoại cho bác sĩ khám bầu á. Tại vì anh với bé Hân thì có một cô bác sĩ là cô Song Hà là chuyên môn chăm sóc bầu cho bé Hân từ lúc mới có bầu cho đến lúc sinh luôn. Thì mẹ hỏi là đã gọi cho cô chưa, rồi cô hướng dẫn đi khám bầu rồi sao, tại trong mùa dịch nè, mẹ cũng tâm lý ghê. Dạ. Vậy tính ra là bà mẹ nào cũng tâm lý ha. Còn mẹ em thì cũng lo, cũng hỏi, ủa tụi con không phương pháp gì á hả? Trời ơi, vợ chồng nhẩu vậy. Trời kỹ. Mẹ hỏi câu đó là mẹ cực kỳ lo nha. Lo lắm luôn. Kết quả là hai anh em mình đoán trúng tâm lý của phụ huynh. Nhưng mà lại trật cái câu nói đầu tiên. Câu nói đầu tiên của mẹ em là: trời ơi, sao vậy con? Để nè, có bầu rồi. Trời ơi, trời. Còn câu nói đầu tiên của mẹ anh Tuyên là: có bầu hả? Gọi bác sĩ chưa? Tôi nói nghe nè. Hả? Bé Hân có bầu rồi. Cô có nói gì không? À gọi cho bác sĩ á hả? Vậy là chặt lắc hết trơn rồi. Vậy là chúng ta đã trúng được 50%. Đồng nghĩa việc là ở vòng 2 này, hai anh em tụi em là quề nhau, bằng nhau nha quý vị. Thì vòng 2 thì mình bằng nhau, mình đều. Nhưng mà ở vòng 1, đều. Vòng 1 là em đang anh dẫn thua. Với 4-3. Như vậy, tổng lại hết nha, tổng hết luôn á. Thì suy ra, ngày hôm nay là thắng anh giá thôi. Tôi là người bị phạt. Ok, cảm ơn Hoàng, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả. Thiệt, trong những ngày này mà được gặp mọi người là hạnh phúc lắm rồi. Phạt cỡ nào cũng được, Tiên chấp nhận hết. Đó, chịu, dám chơi, dám chịu. Đó, chấm chấm được. Đẹp không, ba đẹp không? Thôi, không phải chấm một chỗ luôn nha mọi người. Cái hộp phấn là có ba chỗ, chấm ba nơi, ghép ba lần. Rồi, tới cái này đúng không? Cái này làm sao nè, chỉ ba coi. Chết rồi, con nhà nội rồi. Chỉ chưa được 2 tuổi đó mọi người. Tiên cứ nghĩ là cái trò này Tiên sẽ khỏe không sao, tại vì mọi người sẽ không biết làm. Ừ, thấy ngươi nhiều đó không? Cái này con đựng trong đĩa con luôn hả? Cái này nó lần nào nó ghê lắm. Trời ơi con. Ây, ba ngươi tự trong đĩa cho ngươi luôn. Ok mọi người, đi chung xong rồi nha. Đi vẫn ngồi vui vẻ, đi còn hướng dẫn cho mọi người cái cách trang điểm nữa đó. Gì con lấy màu thiệt luôn á ngươi. Chết tôi rồi. Mới tắm, mới rửa mặt xong giờ mới vô tẩy trang nữa.
thì trong những ngày này mà được gặp mọi người là hạnh phúc lắm rồi, phạt cỡ nào cũng được, Tiên chấp nhận hết.